Xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube MCNA Chuyện audio tiên hiệp Đây là tập 109 của Tiên nghịch Tác giả Nhĩ Căn Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA Cũng như để lại bình luận Like và share video để ủng hộ cho mình nhé lại nói về Vương Lâm. Thời gian chậm chậm trôi đi, thâm thoát mùa xuân đã qua, giờ đã là tháng 6. Tháng 6 đối với người khác mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng đối với luyện hồn tông tại Bỉ Lô Quốc mà nói thì đó là một ngày đại lễ. Trong tháng này diễn ra đại hội của ngoại vi đệ tử luyện hồn tông. Thông qua một loạt đấu loại sẽ lựa chọn từ trong hàng vạn ngoại vi đệ tử ra một người trở thành nội môn đệ tử. Vương Lâm trong ngày này từ trong bế quan thức tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn một cái. Đôi mắt hắn hắc bạch rõ ràng, nhưng nếu như nhìn kỹ càng sẽ thấy trong mắt hắn cứ như có ánh sao lấp lánh. Vết sẹo trên mặt hắn đã mờ đi rất nhiều, hơn nữa chỉ còn lại 8 cái. Tám vết sẹo hình lá trà này chính là mấu chốt trong phong ấn của tôn thái. Mảnh tên ngọc mà hắn nuốt vào hôm trước đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Phong ấn sau khi bị đánh sâu vào đã thu lại rất nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khu trừ nó thì vẫn không thể nào được. Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Vương Lâm nhẹ giọng tự nhủ, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, đi ra khỏi động phủ. Ta đã có cảm ngộ về sinh tử ý cảnh, thiên đạo luân hồi. Sinh tử trên thế gian, càng hiểu thấu, sẽ lại càng không thể nào thoát khỏi. Trước kia ta vẫn tưởng rằng sinh là sinh, tử là tử. Nhưng khi hiểu rồi, ta lại phát hiện ra rằng có đôi khi sinh là tử, mà tử lại chính là sinh. Vương Lâm ta cả đời giết chóc, chứng kiến hầu như chỉ có một mặt tử. Chỉ có sinh là ta không hiểu nhiều lắm. Lý Mộ Uyển tái sinh, ta cũng được tái sinh. Đây cũng có thể coi là một loại, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Vương Lâm bước đi, nhìn dãy núi phía xa mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu thoát chết sau kiếp nạn này, tâm tính so với trước đây có chút biến hóa. Nhất là khi trong hòa vân trại mấy tháng, lại khiến cho ta cảm khái sâu sắc. Thế nào thấy sinh là sinh, thấy tự là tử. Nhưng sinh cũng không phải sinh, tự chẳng phải là tử. Hai loại cảm ngộ này ứng với hóa thần sơ kỳ và hóa thần trung kỳ. Vương Lâm đứng bên ngoài động phủ, gió núi thổi qua khiến cho quần áo của hắn tung bay phần phật. Kỳ ngộ lần này khiến cho ta mơ hồ hiểu ra. Nếu như có thể quay trở lại, có thể thấy sinh chính là sinh, tử chính là tử. Vậy thì ý cảnh có thể đột phá, đạt tới hóa thần hậu kỳ. Nhưng chẳng qua hóa thần hậu kỳ có thể thành công cảm ngộ được ý cảnh sinh tử, cuối cùng viên mãn, thực sự là quá khó. Hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, ý cảnh cũng phải viên mãn. Chẳng qua sự viên mãn này so với ý cảnh của anh biến kỳ hoàn toàn là bất đồng. Lý Nguyên Phong kỳ là anh biến sơ kỳ, ý cảnh của hắn có thể hình thành thực thể lưu lại ở trên người ta vết sẹo này. Loại y lực đó, hiển nhiên ý cảnh của Hóa Thần kỳ không thể nào so sánh. Ý cảnh viên mãn tại Hóa Thần kỳ chỉ là một cấp độ, trên đó còn có anh biến kỳ. Lại phải thêm một lần nữa cảm ngộ sâu hơn. Đôi mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, vào lúc này hắn không nhận thấy ở cửa một động phủ phía xa Có một nữ tử tuyệt mỹ đang lặng yên nhìn hắn Ánh mắt nữ tử đó hơi phức tạp Hơi có chút mê man Lại vừa có điểm như bất đắc dĩ Năm đó khi còn ở tiên giới Chu giật tiền bối tặng cho ta một mảnh vấn đỉnh chi tinh Có thể giúp cho khả năng đạt tới vấn đỉnh kỳ tăng lên một chút Vấn đỉnh chi tinh này là do sinh ý cảnh của một tu sĩ hợp thành Vấn đỉnh không biết tới năm nào tháng nào ta mới có thể chạm tới. Nếu như giờ đây không trừ được phong ấn này, vậy thì ngay cả anh biến cũng vô vọng. Vương Lâm than nhẹ. Thiên vận tử nhận ta làm đồ đệ. Có lẽ ta cũng nên mau chóng tới tìm ông ta. Nói không chừng lại có thể đạt được vấn đỉnh. Chẳng qua với tu vi hiện giờ mà rời đi. Ti đùa nam vẫn chưa tỉnh lại. Cực cảnh thì chưa được đề cao. Quả thực cảm thấy có chút không cam lòng. Quan trọng hơn nữa, tu sĩ thiên vận tinh hẳn là thực lực rất cao. Với tu vi của ta mà tới đó, chưa chắc đã được thiên vận tử coi trọng. Vương lầm trầm ngâm, đột nhiên giống như nhận ra điều gì, lập tức quay về, nhìn về phía ánh mắt ở phía xa kia. Nữ tử này là ai? Ánh mắt vương lâm lóe lên, thân thể bay đi, hướng về phía động phủ của nữ tử đó. nữ tử kia thu lại ánh mắt, lùi về phía sau vài bước, tỏ ra vẻ mời. vương lâm hạ xuống chỗ nữ tử này vừa đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng ta một cái, không hề vì tuyệt thế dung nhan của nàng mà động lòng, trầm giọng nói: người biết ta? nữ tử nhìn vương lâm, tiếng nói êm ái vang lên: người không nhớ ta rồi? ánh mắt vương lâm lóe lên nhìn chăm chăm vào nữ tử này. Sau khi nhìn nàng thật kỹ nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được mình đã gặp nàng ta ở chỗ nào. Gió núi thổi qua khiến cho mái tóc mượt mà của nàng tung bay, trông như là một vị tiên tử chẳng dính bụi trần. Ngọc thủ của nàng vuốt về mái tóc, ngừng đầu nhìn vương lâm, sau đó nhẹ giọng nói. Ta tên là Liễu My. Liễu Mi. Vương Lâm nhìn nữ tử này một lúc sau chậm rãi nói. Không quen. Liễu mi than nhẹ, mỉm cười. Nụ cười này như đóa hoa tươi nở rộ, như mùa thu tỏa nắng, khiến cho mọi vật xung quanh dường như ảm đạm. Vương Lâm Sư Huynh, năm đó tại hàng nhạc phái, thiếu niên lưng đeo đại kiếm. Người không nhớ ra thật sao? Đối với việc nữ tử này nói ra được thân phận của mình, Vương Lâm cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ. Từ khi nữ tử này nói nàng là Liễu Mi, Vương Lâm đã đoán ra được. Ta chỉ biết một Liễu Mi, đó là nữ tử trời sinh có thủy linh căn của Huyền Đạo Tông mà thôi. Nữ tử đó cũng không phải đệ tử của Chu Tước Quốc. Vương Lâm bình thản nói. Liễu Mi ngẩn ra, loại vẻ mặt này cũng ít khi xuất hiện ở phía nàng. Nàng cẩn thận nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói. Vương Sư Huynh nói như vậy là có ý gì? Vương Lâm không nói gì, bình tĩnh nhìn Liễu Mi. Một lúc sau, Liễu Mi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói. Vương Sư Huynh sợ là có một chút hiểu lầm. Có thể xuất hiện tại huyền Đạo Tông, lại có thể đi vào luyện hồn Tông. Ta không biết ngoài Chu tước quốc gia còn người của tu chân quốc nào có thể làm được điều này? Vương Lâm cắt đứt lời nàng, sau đó xoay người rời đi. Liễu Mì mỉm cười nói. Chỉ như vậy mà đã đoán ta là đệ tử Chu Tước Quốc. Vương Sư Huynh có chắc như vậy không? Sợ rằng người cũng đang thử dò xét ta mà thôi. Vương Sư Huynh, không dối ngươi, Liễu mi ta đúng là người Chu Tước Quốc. Vương Lâm không quay đầu, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, chậm rãi nói. Giò xét ngươi sao? Chiếc vòng trên tay ngươi, ta đã thấy trên người hồng điệp. Vừa nói, thân thể Vương Lâm vừa nhẹ nhàng bay lên, rời khỏi nơi này. Liễu mi cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc vòng trên tay. Vừa rồi gió núi thổi qua làm tung bay tay áo, lộ ra chiếc vòng này. Nàng nhìn thân ảnh Vương Lâm rời đi, thầm thở dài, thì thào. 500 năm không gặp, hắn đã thay đổi rất nhiều. Thiếu niên ngây thơ nắm đó giờ đã không còn nữa. Hiện tại nội tâm của hắn cứng như thép. Nhưng chẳng qua, không biết đạo tâm của hắn là gì. Đạo tâm của Vương Lâm trừ hắn ra thì không một người nào biết. Đối với sự xuất hiện của Liễu My trong lòng Vương Lâm cảm thấy âm trầm. Chủ tứ quốc thực sự đúng là quá mạnh mẽ, phủ khắp cả chủ tước tinh bất luận là cậy nào vụ luận hắn ở nơi nào cũng đều sẽ cảm nhận được áp lực của chủ tước quốc tu vi càng cao thì cảm thụ này sẽ càng lớn lần trước chỉ đi chu tước quốc một chuyến ngắn ngủi nhưng loại cảm giác nguy cơ vô hình này vẫn còn y nguyên trong ký ức của hắn cho dù là tiên phủ mà toàn bộ đều là người cầm kia hay là trong trận chiến đấu với hồng điệp vương lâm vẫn luôn có loại cảm giác bị áp bức tới nỗi không thở nổi loại cảm giác này rất giống như là bầu trời bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Chỉ có dùng lợi kiếm chém rách tầng mây đó, nếu như không, không cách nào có thể chống cự nổi. Chủ tước quốc, bá chủ chủ tước tinh. Chẳng qua theo như vương Lâm nhận thấy, tuy nói chủ tước quốc là bá chủ, nhưng trong quốc gia này có một luồng tử khí. Tử khí này không phải là thứ cảm nhận ý cảnh sinh tử luân hồi bình thường, mà là một loại cảm giác như mất đi sinh khí. Chủ tước quốc, sắp tới một hồi mạt vận. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía xa, đó chính là phương hướng chủ tước quốc. Hai ngày sau, đại hội của luyện hồn tông diễn ra. Trên một vạn ngoại vi đệ tử được sắp xếp thành hơn một trăm đài đấu. Mỗi ngày đều sẽ có vài trận đấu. Trong ngoại vi đệ tử này có tán tu, có người trong gia tộc tu chân. Mục đích bọn họ tới luyện hồn tông chính là để chờ đợi ngày này đại hội của luyện hồn tông đối với đệ tử ngoại vi chỉ có một, chỉ cần có thể phân ra thắng thua, còn không kể sinh tử. Người thắng muốn giết chết kẻ thua, chỉ cần có bản lãnh thì dù rằng có giết chết tất cả mọi người cũng chẳng hề ai quan tâm hết. Thậm chí trong ngoại vi đệ tử lan truyền một tin đồn, người tham gia thi đấu càng giết chết nhiều người, cuối cùng được tuyển thì cơ hội theo sát đạo càng lớn. Người mà có thể giết sạch mọi đối thủ, vậy thì sau khi vào nội môn sẽ đạt được thực lực không thể nào ngờ nổi. Tin đồn này từ lần đại hội thứ hai đã truyền ra ngoài. Trên thực tế, nhiều năm về trước trong ngoại vi đệ tử xuất hiện một sát tinh, giết sạch mọi đối thủ. Tuy rằng như vậy, trận quyết chiến cuối cùng hắn lại thất bại, nhưng vẫn được thu vào nội môn. Lần phá lệ thu nhận đó lập tức khiến cho tin đồn lan ra càng nhanh. Mỗi một lần đại hội diễn ra, hơn một vạn đệ tử ngoại vi có thể sống sót cũng chỉ là hơn một nửa, không hề có ngoại lệ. Người thua trong đại hội lại càng phải nộp thêm nhiều linh thạch lưu lại thân phận ngoại vi đệ tử của mình, chờ đợi tới kỳ đại hội tiếp theo, tìm cơ hội tiến vào nội môn. Vô số năm qua, đệ tử ngoại vi chết trong đại hội đã không còn ai đếm nổi. Cũng không ai biết được sau đại hội, trên hồn phiên chấn phái của luyện hồn tông đã tăng thêm bao nhiêu hồn phách. Luyện hồn tông dùng phương thức tàn khốc như vậy mà không ngừng lớn mạnh. Mỗi một lần đại hội lại có vô số đệ tử ngoại vi tử vong. Mỗi lần chiến đấu này là máu chảy thành sông, Vương Lâm mấy ngày nay vẫn ngồi quan sát. Mỗi một người chết đi, hồn phách của họ sẽ bị đài đấu này hấp thu lại, sau đó biến mất hoàn toàn. Đến một hôm, Vương Lâm lên đấu. Hắn yên lặng nhẹ nhàng bay lên trên, rơi vào đài đấu bên trái. Một tu sĩ kết đan mặc hắc bào là nội môn đệ tử chủ trì trận đấu, lạnh lùng lướt nhìn Vương Lâm một cái. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc. Theo như hắn nhận thấy, tu vi của người này trong đám đệ tử ngoại vi cũng chẳng có mấy người, Giả dạ, như không thấy, hắn nói. Số 8972, ngành chiến. Một tiếng quát khẽ từ trong đám đệ tử ngoại vi vang lên. ngay sau đó, có một thân thể béo núc như là một quả cầu rơi ẩm xuống đài. Hắn chẳng thèm nói lời nào, sau khi xuất hiện lập tức bắt quyết. Một loạt hỏa cầu lập tức từ trước người hắn hiện ra, giống như mưa lửa, bắn tới phía vườn lâm. Chúc cơ hậu kỳ, Vương Lâm lắc đầu. Hắn lúc này vì muốn tiến vào nội môn, cố định tu vi bản thân tại kết đan trung kỳ. Lúc này, tay phải hắn vung lên một cái, thân thể bay xuống dưới đài. Khi thân thể hắn vừa bay đi trong nháy mắt, hỏa cầu đầy trời đột nhiên biến mất. Thân thể tu sĩ béo núc kia rùng lên, đầu lệch sang một bên, ngã xuống đất hôn mê. Vương Lâm không giết người, giết một vãn bối trúc cơ kỳ, thật chẳng ra sao thời gian trôi qua, một lượng lớn đệ tử ngoại vi đã bỏ mạng. Sau 7 ngày, hơn một vạn đệ tử ngoài 100 người được tiến vào vòng trong, giờ đã chết mất 5 phần. Những người còn lại đã sớm bỏ cuộc hoặc lưỡng bại câu thương, cuối cùng mất mạng. Trong 7 ngày này, ngoại vi đệ tử có 4 người khiến cho luyện hồn tông để ý. Trong 4 người đó có một lão giả cả mái đầu mối tiêu. Hắn có tu vi kết đan hậu kỳ. Đối thủ của hắn đều bị hắn dùng pháp thuật mà giết chết sạch. Pháp thuật này có vẻ rất kỳ diệu, chỉ cần cách không điểm một cái trong miệng khẽ quát tử là đối phương sẽ mất mạng. Vương Lâm khi thấy thuật pháp này, trong nháy mắt hắn đã lập tức nghĩ tới cực cảnh. Nhất thời hắn lại hơi ngẩn ra một chút, nhưng sau khi nhìn kỹ mới thấy thần thông này tuy rằng có một chút tương tự với cực cảnh, nhưng hoàn toàn là bất đồng. Tử chú thuật sao? Vương Lâm trầm ngâm một chút cuối cùng đoán ra được tên của pháp thuật này. Năm đó tại Tu Ma Hải, cực cảnh của hắn đã bị người khác nhận nhầm là pháp thuật này. Từ đó, Vương Lâm mới biết đến những chuyện liên quan đến pháp thuật này. Tử chú thuật này tu luyện rất gian nan. Vương Lâm tu đạo 500 năm, đây mới là lần đầu hắn gặp. Một người khác là một thiếu niên gầy gò và thấp bé. Thiếu niên này tu vi tuy chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng lại có trực giác như giã thú. Đối với bất cứ pháp thuật gì, đều trước khi đối phương thi triển ra hắn đã cảm nhận ra được pháp thuật dao động, sau đó nghĩ ra cách đối phó. Nếu như đối mặt với tu sĩ cao dài, thì có lẽ trực giác này sẽ không có tác dụng gì trọng yếu. Nhưng đối với tu sĩ cùng cấp bậc, vậy thì rõ ràng là chiếm ưu thế lớn, chẳng có chịu bất lợi gì hết. Với định lực của Vương Lâm mà nói, trong một khắc khi mà thấy thiếu niên này cũng lại không khỏi dâng lên một cảm giác ái tài, động tâm muốn thu đồ đệ. Nhưng cuối cùng, hắn lại bỏ qua, người thứ ba Vương Lâm có quen biết chính là mãng hán trong động phủ số 743 kia. Người này có một pháp bảo dạng bùa chú, sử dụng chém giết vô số. Khi chiến đấu với hắn, hễ là tu sĩ đối chiến với hắn đều sẽ bị hắn giết sạch. Còn người cuối cùng hiển nhiên chính là Vương Lâm. Tất cả những trận đấu hắn đều chỉ hời hợt phất tay một cái là đã khiến cho đối phương hôn mê. Do đó, rõ ràng khiến cho người ta chú ý. Chẳng qua đây là do Vương Lâm cố ý, chỉ có khiến cho đối phương chú ý đến mình, vậy thì cuối cùng mới đạt được tư cách tiến vào nội môn, mới không khiến cho người ta quá mức ngạc nhiên. Còn về phần Liễu Mi, vực Lâm tin tưởng ngoài mục đích tiếp xúc với mình ra thì chắc chắn có mục đích gì đó khác. Tuy rằng nàng ta không xuất hiện trong đại hội này, nhưng nhất định sẽ có phương pháp tiến vào bên trong nội môn. Ngày tháng qua mau, sau 7 ngày, 100 đệ tử lọt vào vòng trong này tiếp tục đấu loại tàn khốc, cuối cùng chỉ còn lại 4 người. Tình cờ đó là bốn người còn lại chính là bốn người được luyện hồn tông chú ý. Vào một ngày nọ, Vương Lâm lên đài đấu. Hắn đứng ở trên đài, nhìn tu sĩ đối diện, khóe miệng nở một nụ cười cổ quái. Đối thủ của hắn không phải là ai khác, chính là mãng hắn tại đồng phủ số 743. Người chủ trì trận đấu này là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của luyện hồn tông. Người này tuổi đã trung niên, mái tóc điểm bạc, đảo mắt nhìn hai người, sau đó lạnh lùng nói bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời, mạng hắn nọ lập tức cười khổ, trong lòng thầm than, vội vã nói. Ta nhận thua. Tù sĩ Nguyên Anh Kỳ nọ lại ngẩn người ra, nhìn mãng hán kia rồi nói. Người nhận thua sao? Mãng hán vội vã gật đầu. Đúng như vậy, ta nhận thua. Vừa nói, hắn mau trong bước nhanh xuống đài. Trong lòng hắn kinh hoàng thẩm nghĩ, trong cơ thể của lão tử giờ có cấm chế của tên tiểu tử đó, chắc chắn là phải nhận thua thôi. Nếu như không chẳng may đối phương động tâm một cái, chẳng cần phải ra tay, vậy thì lão tử ta đã toi mạng rồi. Sau khi xuống đài, hắn lập tức lộ ra vẻ lấy lòng Vương Lâm. Vương Lâm chỉ cười cười, khẽ lắc đầu đi xuống đài. Tù sĩ Nguyên Anh nhìn thật sâu Vương Lâm, nhưng không nói gì hết, tiếp tục chủ trì một trận đấu khác. Lão già nắm chú thuật đối với thiếu niên có trực giác đáng sợ kia, trận chiến của hai người diễn ra cực kỳ nhanh. Thiếu niên kia vốn không thể nào chống lại uy lực của tử chú thuật. Tại giây phút cuối cùng sắp bỏ mình, thì bên trong luyện hồn tông đột nhiên bay ra một đạo linh quang, giải cứu hắn. Đến bây giờ, ngoại vị đệ tử tham gia thi đấu chỉ còn vừng lâm và lão giả tên họ tử mã. Trận đánh của hai người diễn ra vào ngày hôm sau. Ở trên đài cao, ánh mắt tử mã âm trầm. Hắn khổ tu tử chú thuật rất nhiều năm nay, chính là bởi vì thời khắc ngày hôm nay, một khi đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn có thể trở thành đệ tử nội môn. Hắn tin tưởng rằng mình sẽ có ngày kết anh. Hơn nữa, hồn phiên thuật của Luyện Hồn tông cũng sẽ có chỗ giao hòa với tử chú thuật của hắn. Theo như lời sư tôn của hắn, nếu như đồng thời tu luyện, vậy thì hiệu quả có thể đạt tới mức độ khó tin, so với cực cảnh trong truyền thuyết đã thất truyền vô số năm cũng chỉ kém hơn một chút. Nhớ tới sư tôn, ánh mắt Tư Mã hiện ra một tia cuồng nhiệt. Trong mắt hắn, sư tôn vô cùng cường đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chỉ sau một tiếng tử, từ trong miệng của sư tôn chắc chắn là toi mạng. Dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng rất hiếm người thoát được. Theo suy nghĩ của hắn, tu vi của sư tôn hẳn là tuyệt đối có tư cách khiêu chiến lão quái anh bến kỳ. Tử chú thuật, trừ phi tu vi đối phương vượt xa ngươi, nếu như không, không cách nào có thể kháng cự. Vì sự nghiên cứu nhiều năm, hiểu được một chút chú thuật này là bởi vì do thường cổ tu sĩ tu luyện cực cảnh không thành công mới bắt trước sáng tạo ra loại thần thông đó. Nếu như có thể tu luyện tới đỉnh cao, vậy thì không chừng sẽ có một ngày đạt được một tia uy lực của cực cảnh. Lời nói của sư tôn luôn luôn quanh quẩn bên tai hắn. Ánh mắt từ mã rất kiên định, nhìn về phía địch nhân cuối cùng của mình. Thanh niên tên thanh mộc trước mắt này, hắn vốn thực sự là không muốn tha. Sát khí trong mắt lấp lánh, tay phải chỉ một cái, quát khẽ, tử. Tử tử chú thuật theo lời hắn thì triển ra. Tử chú thuật chính là do thượng cổ tu sĩ sau khi nghiên cứu không thành công cực cảnh mới bắt chước cực cảnh sáng tạo, rất khó có thể luyện thành. Nhưng so với việc không thể nào nắm giữ được như là cực cảnh thì nó lại có khả năng hơn. Một khi luyện thành rồi, chỉ cần thốt ra chữ tử, vậy thì người đó sẽ lập tức tử vong. Muốn tu luyện được công pháp như vậy thì cần phải có tam khí quy nhất. Tam khí là tử khí, âm khí và sát khí. Tử khí là vì hấp thu thi cốt khí ngừng kết mà thành. Thuộc tính của nó cho dù là nói âm, nhưng mà trong âm chính là tử ý. Thứ hai, chính là âm khí. Nó có tính chất nguyên âm. Dùng thải âm thuật để tích lũy âm khí. Loại âm khí này ẩn chứa sinh ý. Hai loại khí này dùng hợp lại, lấy hai đường tu luyện khác nhau hình thành âm mang, phối hợp với loại khí thứ ba là sát khí. Tam khí hợp nhất, trải qua cửu tử nhất sinh chui luyện mới có thể bước đầu nắm giữ được tử chú thuật. Một khi tu luyện tử chú thuật, mỗi ngày phải chịu đựng những đau đớn mà thường nhân khó có thể tưởng tượng ra nổi. Bên cạnh đó, cứ mỗi ba năm lại phải trải qua một lần đào thải cửu tử nhất sinh. Cứ như vậy, trải qua một số vòng tuần hoàn, tử chú thuật mới coi như hơi có chút thành tựu. Nếu như cứ tiếp tục tu luyện, khả năng tử vong chắc chắn là còn lớn hơn nữa. Dù sao, pháp thuật này cũng chỉ là bắt trước cực cảnh mà thôi. So với cực cảnh, uy lực của nó yếu hơn rất nhiều. Nhưng mức độ nguy hiểm trong quá trình tu luyện cũng lại vượt xa cực cảnh nếu như suy xét thấu đáo, không khỏi có một chút mất nhiều hơn được. Lực công kích của nó tuy nói là đáng sợ, nhưng theo thời gian trôi đi, càng ngày sẽ có ít người tu luyện tử chú thuật. Trong miệng tư mã thốt lên một chữ tử, thì triển ra tử chú thuật, tay phải điểm ra. Nháy mắt khi ngón tay này điểm vào hư không, có một cỗ sóng gợn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái đã khuếch tán. Hư không giống như mặt nước yên lặng bị một hòn đá ném xuống, hóa thành từng trận sóng gợn. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng quang mang kỳ dị. Thân mình hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, cảm thụ tử chú thuật. Nháy mắt khi ngón tay của Tư Mã điểm ra, hắn lập tức cảm giác ra được linh lực bên trong cơ thể đột nhiên chia ra một tia âm hàn khí. Âm hàn khí này và tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết hoàn toàn khác nhau. Nó vừa xuất hiện, nháy mắt bên trong cơ thể Vương Lâm lại có một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Thứ khí tức này vừa xuất hiện đã khiến cho Vương Lâm sững người. Thứ khí tức này hắn vô cùng quen thuộc nếu như sinh ra ở bản tôn thì hắn chẳng cảm thấy có gì là lạ, lạ. Nhưng thân thể này trong đời giết người cũng không nhiều, vậy mà không ngờ lại có thể ngừng tụ ra sát khí như vậy. Sát khí này mặc dù mờ nhạt nhưng vừa xuất hiện đã dùng hợp lại với âm hàn khí kia, hình thành một cỗ lực lượng cực kỳ kỳ dị và sắc bén, theo thân thể hắn tiến vào bên trong nguyên thần. Chỉ riêng điều này thôi đã chứng minh được sự cường đại của Vương Lâm. Một tia tử chú thuật đã dẫn phát một lực lượng phá hủy kỳ dị, nhưng mà chỉ với một ý niệm trong đầu thôi Cổ lực lượng kỳ dị này đã bị nguyên thần này cô động, còn có thể cẩn thận để quan sát nó. Lấy những hiểu biết về cực cảnh của hắn, vào lúc này chỉ cần liếc mắt một cái thôi, đem căn nguyên của Tử chú thuật kia nhìn thấu triệt. Tử chú thuật uy lực tuy mạnh, nhưng so với cực cảnh thì đúng là kém hơn rất nhiều. Cực cảnh là một loại thiên kiếp biến dị, đối với các tu sĩ cùng giai, đó là một kích tất sát. Nhưng Tử chú thuật này cũng chỉ là một loại thần thông, nếu như bị kẻ công kích có tu vi thấp hơn thì một kích tất sát nhưng nếu như sử dụng nó đối với đối thủ mạnh hơn mình, vậy thì tác dụng của nó cực kỳ nhỏ. Đơn cử một ví dụ, tu vi kết đan trung kỳ sử dụng pháp thuật này, đối với những kẻ tu vi dưới trung kỳ, vậy thì có thể ung dung tự tại. Gặp được tu sĩ cùng giai kết đan trung kỳ thì cũng có tỷ lệ thành công nhất định, dù rằng không thể nào thành công cũng khiến cho tâm thần đối phương chấn động. Nhưng nếu đối phương đã là kết đan hậu kỳ thì pháp thuật này có tác dụng rất nhỏ nếu như không cẩn thận còn có thể bị cắn trả lại. So với cực cảnh, thực sự nó thua kém rất xa. Vương Lâm khẽ lắc đầu, tử chú thuật này tuy nói là rất thần kỳ, nhưng đối với hắn lại chẳng có một chút nào sự trợ giúp. Tâm niệm hắn khẽ độc, lực lượng kỳ dị của tử chú thuật lập tức tiêu tán trong cơ thể hắn. Nháy mắt khi nó tiêu tan, thân thể tư mã run lên bẩn bật, trong mắt hắn hiện ra vẻ không thể nào tin nổi, phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt ảm đạm vô thần. Tử chú thuật bị hóa giải, với tu vi của hắn không đủ để áp chế cắn trả của tử chú thuật. Thân mình run lên một cái, ngã nhào xuống đất. Vào lúc này, từ trong luyện hồn tông bay ra một đạo linh quang, quấn lấy thân mình từ mã, kéo vào trong nội môn. Chẳng có gì lấy làm hồi hộp, lần này vương lâm lại giành được thắng lợi. Nội môn đệ tử chủ trì trận tỷ thí này lại hướng về phía vương lâm, ôm quyền nói tại hạ vương trấn lần sau gặp lại vương mổ sẽ gọi ngươi là sư đệ thanh mộc theo ta đi gặp trưởng lão vương lâm mỉm cười gật đầu cùng với đối phương hóa thành một đạo cầu vồng một trước một sau hướng về phía nội môn luyện hồn tông bay đi nội môn của luyện hồn tông tự hình thành một mảnh thiên địa nháy mắt sau khi xuyên qua nội môn đại trận trước mắt vương lâm đã là một dãy núi liền miên không dứt có ba ngọn núi cao lớn cao chọc trời hùng dũng đứng đó Ba ngọn núi lớn này chính là vị trí của ba tông bên trong nội môn luyện hồn tông. Ba tông của luyện hồn phân thành, luyện hồn, triều phách và tỏa thần. Vừa phi hành, vương chấn vừa giới thiệu. Vương lâm nghe, gật gật đầu, nhìn về phía ba ngọn núi lớn. Phía sau ba ngọn núi lớn này có quần sáng cực kỳ lớn màu vàng. Bên trong quần sáng này như là có một mảnh thiên địa khác, xa xa phát tán ra từng trận ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ nội môn luyện hồn tông bao phủ bên trong. Cửu quyền kim hoàn kia chính là nơi bế quan của chín vị hóa thần kỳ tiền bối của luyện hồn tông chúng ta. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt tới hóa thần, trở thành kim hoàn thứ 10. Ánh mắt vương chấn lộ ra một tia sung kính cuồng nhiệt. Vương lầm liếc mắt nhìn kim hoàn kia một cái. Hắn có thể cảm giác rõ ràng trong chín quầng sáng này truyền ra từng trận linh lực vô biên. Nếu như tu vi của ta khôi phục lại, những hóa thần kỳ tu sĩ bên trong kim hoàn này cũng không phải là đối thủ. Ánh mắt Vương Lâm vẫn rất bình thường. Thanh Mộc, ngươi có biết Tằng Ngưu không? Vương Trấn quay đầu lại nói. Tằng Ngưu. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như bình thường, gật đầu nói. Đã nghe nói qua. Năm đó, Nguyên bản luyện hồn tông ta có 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng có một vị chết vào tay của tên Tầng Ngưu này đó. Vương chấn lộ ra ánh mắt sùng kính, lại nói. Tên Tầng Ngưu này chính là mục tiêu của ta. Đến một ngày, ta sẽ cùng với hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân dưới anh bến kỳ trên trù tước tinh. Sao? Vương lầm ngẩn ra, suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra rốt cuộc mình đã giết chết một tên hóa thần kỳ tu sĩ nào của luyện hồn tông. Việc này đã có rất nhiều người biết được rồi. Năm đó, vị lão tổ hóa thần đi du lịch đến quốc gia của Tăng Ngưu, Nhưng đáng tiếc, cuối cùng phát sinh xung đột với hắn, lại bị hắn giết chết. Vương Trần nói. Vương Lâm xoa xoa mũi, hắn quả thực là không ngửi nổi cái câu nói này. Tên Tăng Ngưu này mất tích đúng vào lúc độn thiên thủy tổ của luyện hồn tông chúng ta chuẩn bị đi tìm hắn để hỏi cho rõ nguyên nhân. Vương Trấn thở dài. Độn thiên thủy tổ. Ánh mắt vương lâm lóe lên. Ừ, việc này nói cho người cũng không sao. Dù sao người cũng sẽ trở thành đệ tử nội môn. Luyện hồn tông chúng ta có hai vị anh biến kỳ thủy tổ. Trong đó một người là độn thiên thủy tổ. Người thấy cái đạo kim hoàn kia chứ. Đằng sau kim hoàn kia còn có hai đạo huyết hoàn. Đó chính là nơi bế quan của hai vị thủy tổ đó. Vương Trân nói. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lại phía sau chín đạo kim hoàn rất lớn kia mơ hồ thấy được một tia huyết sắc trong khi hai người nói chuyện đã đi vào luyện hồn phong trên đỉnh của luyện hồn phong có một tòa đại điện được xây dựng từ những khối đá lớn màu xanh vương Trấn dừng lại bên ngoài đại điện lại nói thanh mộc người tiến vào đây trường lão bên trong sẽ an bài cho ngươi vương lâm gật đầu thần sắc trầm tính bước từng bước đi vào bên trong đại điện trong đại điện là một mảnh tối đen nháy mắt khi hắn tiến vào một cố ủy áp ập tới chẳng qua ủy áp này đối với vương lâm mà nói chỉ là vô dụng trên mặt hắn giả vờ lộ ra vẻ không thể nào chịu nổi áp lực dừng chân lại vào lúc này ủy áp kia cũng thu lại có một thanh âm già nua vang lên tiến lên đây trên mặt vương lâm lộ ra vẻ như được buông tha bước lên về phía trước vào lúc này đại điện bỗng nhiên sáng người những chén thanh hòa ở bốn phía chậm rãi được đốt cháy lên bên trong đó có một lão nhân mặc một chiếc áo màu xanh ánh mắt sáng ngời nhìn về hướng vương lâm tu vi của người này dĩ nhiên đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn sắp tới hóa thần chỉ còn thiếu lĩnh ngộ về thiên đạo người tên gì lão nhân thu hồi ánh mắt nhìn vương lâm bình thản nói đệ tử thanh mộc vương lâm ung quyền cùng kinh nói từ chú thuật của tư mã người phá giải như thế nào ánh mắt của lão nhân ngưng trọng nói thần sắc của vương lâm vẫn như bình thường bình tĩnh trả lời đệ tử ẩn tàng tu vi nhưng thực tế đã đạt đến kết đan kỳ đại viên mãn từ chú thuật này tự nhiên không thể nào đả thương được đệ tử lão nhân gật đầu hắn xem ra tên thanh mục này nói đúng là không sai đích xác hắn ẩn tàng tu vi. Một khắc khi người này tiến vào trong đại điện, hắn đã phát hiện ra tu vi thực tế của tên thanh mục này không phải là kết đan trung kỳ mà là kết đan đại viên mãn. Thân mình lão khẽ động, nháy mắt đã đi đến bên cạnh vương lâm. Ngón tay cái của tay phải điểm một cái về phía trước, nhanh như tia chớp đặt vào mi tâm của vương lâm. Vương lâm không né tránh, nháy mắt khi đối phương ấn ngón tay vào mi tâm, một cỗ hàn khí lạnh như băng tiến vào trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, với nguyên thần của vương lâm cũng lại trong một chút nào sợ hãi một lát sau lão nhân kia thu ngón tay về ánh mắt nhìn vương lâm không còn lạnh như bằng nữa trầm giọng nói lão phu là đại trưởng lão của luyện hồn phong người đi thiền các đổi lấy phục sức và lệnh bài của đệ tử người cũng có thể đi tàng kinh các của luyện hồn phong để chọn lựa các loại công pháp sau đó tìm một địa điểm nào đó trên ngọn núi này mở một động phủ mà tu luyện trong luyện hồn tông ta không có sư phụ, hoàn toàn dựa vào tự học. Nếu có gì cần hỏi, hãy tới hỏi ta. Vương Lâm gật đầu bảo vâng, cung kính xoay người rời đi. Không lâu sau khi hắn rời đi, hai cố thần thức cường đại xuất hiện trong đại điện. Sư đệ à, người này như thế nào rồi? hừ <laughs> chẳng có vấn đề gì hết. Lão hừ nhẹ một tiếng nói. Sư đệ à, những năm gần đây, mấy vị lão tổ đều bế quan. Ta muốn đóng cửa không thu đệ tử, tránh để những kẻ có mục đích riêng trà trộn vào. Đúng là nực cười. Người có mục đích riêng trong luyện hồn tông chúng ta còn ít sao? Thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng chẳng ít. Hai vị sư huynh đây áp đặt cứ 10 người tiến vào chỗ các vị, liền có một người có mục đích khác. Trước hết hãy xử lý tốt công việc của chính mình đi đã. Đừng có mà xen vào việc của luyện hồn phong ta. Giọng điệu của lão lạnh như băng. Oán khí của sư đệ thật lớn à. <laughs> Tên tiểu bối có trực giác tiên tri đã bị ta tuyển chúng. Người nắm giữ từ chú thuật bị tỏa thần sư đệ tuyển đi. Hiện tại chỉ còn lại kẻ này, cũng chính là người chiến thắng cuối cùng. Chẳng lẽ sư đệ vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn sao? Thối um Hai người kia nắm giữ các loại thần thông riêng Còn người này chẳng qua là tu vi cao hơn một chút mà thôi Làm sao có thể so sánh được Hai vị sư huynh Không tiến Sắc mặt của lão cực kỳ khó coi Hai đạo thần thức truyền ra một tiếng cười lớn Sau đó lần lượt tiêu tán Vương Lâm đi trên luyện hồn phong Thu hồi lại thần thức Hóa thần kỳ tu sĩ đều đang bế quan Vậy thì trước mắt, luyện hồn tông là do ba người này thủ hộ. Ánh mắt vương lâm lóe lên, hướng về phía thiên các đi tới. Ở nơi đó, sau khi đổi lấy phục sức và lệnh bài của đệ tử, vương lâm nhìn sắc trời vẫn còn sớm nên hắn đi tàng kinh các. Tàng kinh các của luyện hồn phong đúng là không lớn, chỉ có ba tầng. Từ xa nhìn lại, nơi này trông cực kỳ bình thường, chẳng có chỗ nào khác biệt. Vương Lâm nhấc chân bước vào, bỗng nhiên ánh mắt trở nên tập trung nhìn về phía một lão nhân ngồi bên trong đó, Tù vị của lão nhân này đã gần đạt tới nguyên anh kỳ Chỉ kém con một chút ít Sắc mặt của lão nhân này vàng vọt Thân mình gầy gò Hắn thở ơ phát hiện ra có người đi vào Mí mắt nhướn lên, nói Lệnh bài Vương lầm xuất ra lệnh bài vừa được giao cho Lão nhân kia nhìn thoáng qua rồi nói Ngoại trừ không được đi lên tầng 3 Còn lại người có thể tùy ý xem xét Thời gian là trong 3 ngày vương lâm gật đầu sau đó tiến vào trong các tầng thứ nhất đập vào mắt hắn là những cái giá sách xếp san sát nhau trên đó có ngọc giản thẻ tre thậm chí còn có một số thạch giản ánh mắt vương lâm đảo qua một lượt những công pháp này bao la vạn tượng cực kỳ toàn diện trong đó có một số vương lâm đã biết cũng có một số hắn chưa từng gặp chẳng qua nơi này không có phương pháp luyện chế hồn phiên sau khi xem xét một vòng Vương Lâm đi lên trên lầu 2. Ngọc giản trên lầu 2 ít hơn rất nhiều so với lầu dưới, đặt lẻ tẻ bốn phía, bên cạnh còn có một chút giới thiệu ngắn gọn. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện ra một khối ngọc giản ở trên một cái giá có viết bốn chữ, chế tác hồn phiên. Hắn cầm ngọc giản lên, ngừng thần quan khán, chân mày không khỏi nhíu lại. Trên ngọc giản này qua thực đã ghi lại phương pháp chế tác hồn phiên, nhưng chẳng qua những điều giảng giải ở trong đó không có gì là khác với phương pháp luyện chế của những tu sĩ bình thường bên ngoài. Nếu nếu như luyện hồn tông thực sự sử dụng phương pháp này để luyện chế ra hồn phiên, vậy thì cũng không thể nào tạo ra được uy danh vang dội như vậy. Sau khi cẩn thận tìm kiếm tại lầu 2, Vương Lâm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ánh mắt hắn nhìn lên trên lầu 3, trầm ngâm một chút, cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ mà trở lại chỗ lão nhân vừa ngồi lầu 1. Hắn ôm quyền nói: "Tiền bối, Tại sao không thể nào đi lên lầu ba? Lão nhân hạ hơi một cái, liếc mắt nhìn Vương Lâm, sau đó nói. Không thể lên là không thể lên. Nói lắm lời vô nghĩa. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, nhìn chăm chăm lão nhân này. Lão nhân nhướng mày, lầm bẩm vài câu, không kiên nhẫn nói. Đừng có mà trừng mắt lên. Có phải là người muốn tìm Ngọc Giản ghi lại phương pháp chế tác hồn phiên có phải không? Ta nói cho người hay, cái thứ hay ho như thế nơi này không có đâu. Tầng thứ ba cũng không có. Ngọc giản chế tác hồn phiên chỉ có 10 cái thôi. Người nếu như muốn nhìn thì hãy đi mà cướp đoạt. Kia kìa, nhìn thấy hay không? Bên trong động phủ kia có một cái có thể học tập đó. Anh Mắt Vương Lâm nhìn theo chỗ lão nhân chỉ, đích xác có một động phủ. Luyện hồn tông chẳng có quy tắc gì cả. Người nếu như có bản lĩnh giết người, vậy thì cứ giết. Nhìn chúng cái gì thì cứ cướp. Nhìn chúng nữ tu sĩ nào thì cứ ra tay. Còn nếu như không có bản lĩnh, tìm mấy vị cũng lại chẳng có bản lĩnh như mình tu luyện chung một chỗ. Như vậy có thể đỡ bị người khác đánh cướp. Ánh mắt lão nhân hiện ra vẻ trào phúng nói. Không quy tắc. Tùy ý hành sự. Vương Lâm mỉm cười, luyện hồn tông cũng quả thật thú vị. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, tay phải bỗng nhiên vung lên, thân mình lão nhân kia lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lấy, ném lên trên trời. Lão nhân ngẩn ra, sau đó lại cười ha hả. Vẻ mặt thờ ơ trước đó đã biến mất, thay vào đó là một cỗ chiến ý, cười cười nói. Được, được lắm. Ngươi là người đầu tiên trong một trăm năm qua dám ra tay với Lão Phu. Lão Phu sẽ chơi đùa với ngươi. Nói xong, thân mình hắn khẽ động, dãy lên để thoát ra. Ánh mắt vương Lâm lạnh lùng, tay phải tùy ý vùng lên. Lập tức thân mình lão nhân bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ túm lấy, ầm một tiếng, bị đập vào vách đá một bên. Lão nhân bị đập cho choáng váng đầu óc, sau khi lấy lại tâm thần, giận dữ đang muốn gầm lên, thì thân mình hắn lại bị kéo trở về, lại ném ra ngoài. Liên tục va chạm, lão nhân hử thảm, khóe miệng tràn ra đầy máu tươi. Cuối cùng thấy Vương Lâm vẫn còn muốn chụp tới nữa, hắn vội vã cầu xin tha thứ. đừng ném nữa, gia gia, ta gọi ngươi một tiếng gia dạ, gia, dạ. tha cho ta đi. nếu như cứ đánh tiếp, đống xương cốt già cả của ta sẽ nát bấy mất. vừng lầm buông tay ra, lão nhân kia ngã gục trên mặt đất, sau đó bò dậy, cười khổ nói: sư đệ à, người có tu vi như vậy thì hay là cứ trực tiếp đi chém giết mà đoạt ngọc giản đi. trong luyện hồn tông của chúng ta chỉ cần không tàn sát quá nhiều người Cũng sẽ chẳng có ai quản chuyện của ngươi đâu Vương Lâm liếc mắt nhìn lão nhân một cái Xoay người rời khỏi Liền đi đến phía trước chỗ động phủ mà lão nhân kia chỉ tới Ngoài động phủ này có một số cấm chế Thần thức của Vương Lâm đảo qua Lập tức phát hiện có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi đó Sát bên vách sơn động còn có hai nữ tu cũng đang ngồi Ánh mắt Vương Lâm trượt lóe lên Tay phải khẽ động từng đạo cấm chế tàn ảnh lập tức gào thét lao ra. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cấm chế bên ngoài động phủ, ngay cả tảng đá phong kín bên ngoài cửa động cũng đã hoàn toàn đổ sập xuống. Lão già có thân hình gầy gò xa xa run lên, thầm nhủ từ nay về sau, luyện hồn phong lại có thêm một tên không thể nào trêu chọc. Động phủ bị hủy, người đàn ông bên trong lập tức nổi giận gầm rú, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, đột nhiên lao ra. Hắn không nói hai lời, vỗ vào túi chữ vật, lập tức có một cây cờ nhỏ màu tím xuất hiện trong tay. Tay hắn dùng lên, mấy trăm hồn phách gào thét lao ra ngoài. Trong những hồn phách này con nam có nữ phát ra từng trận gào khóc thê lương, phù thiên cái địa, đánh tới phía vương lâm. Phá hủy động phủ của ta, muốn chết. Thần sắc của vương lâm vẫn như bình thường, người từ trong động phủ lao ra này cũng không phải là nguyên anh kỳ, mà giống như lão nhân kia đều chỉ là kết đan hậu kỳ đại viên mãn nhưng chẳng qua hồn phiên trong tay hắn hơi có chút khác thường vương lâm liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được bên trên hồn phiên có một đạo kim tuyến hồn phách từ đó phóng thích phát ra hắc khí cùng với những loại hồn phách tầm thường chỉ cần gió thổi qua sẽ tiêu tán hoàn toàn khác nhau mấy trăm hồn phách này đều có hồn lực no đủ hơn nữa trong số đó có mấy tên không ngờ còn phát tán ra uy áp không thua kém gì những tu sĩ kết an kỳ bình thường trưởng thành sao ánh mắt vương lâm sáng ngời hắn nhìn ra được hồn phiên này có chỗ đặc biệt những hồn phách này bị giam cầm bên trong hồn phiên mà không hề bị gián đoạn thần thông vẫn tăng trưởng ánh mắt vương lâm trượt lóe tay phải xuất ra một trào cách không lập tức hồn phiên của kết đan kỳ kia rời khỏi tay bay đến trong tay vương lâm hắn điểm lên trên hồn phiên một cái đem thần thức của đối phương lau sạch tâm thần hắn khẽ động dung nhập vào bên trong hồn phiên có một cỗ cảm giác như nước mát thấm sâu vào trong tim hồn phiên rung lên, những hồn phách gào thét lập tức bị hút hết vào trong hồn phiên. kia đàn kỳ tu sĩ kia há hốc mồm mắt, hít sâu một hơi. Hắn không nói hai lời, lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra một khối ngọc giản màu đen, ném xuống mặt đất. Thân mình hắn lập tức rời đi, trong miệng hô lên. Ta nhận thua, nhận thua. Động phủ này thuộc về ngươi, ngọc giản này cũng thuộc về ngươi. Hồn phiên kia ta cũng lại chẳng cần nữa, thuộc về ngươi cả trong động phủ của ta còn có hai tiểu thiếp song tu trong đó có một người ta vẫn còn chưa kịp động vào đâu nếu như người thích thì tất cả đều là của ngươi tất cả ta đều trao hết cho ngươi rồi theo quy củ không có được giết chết ta đâu đó nói xong thân mình hắn mau chóng bay đi xa vương lâm liếc nhìn hắn một cái cũng không ra tay mà tay phải chịu hồi ngọc giàn màu đen kia rơi vào trong tay hắn hắn ngừng thần xem xét vào lúc này từ bên trong động phủ đi ra hai nữ tử tướng mạo của hai người này đều thuộc hàng thượng đẳng. Trên mặt chẳng có nửa điểm ngạc nhiên, coi như việc cướp đoạt động phủ này cũng chỉ là một việc rất bình thường, chỉ im lặng đứng bên ngoài động phủ. Đây mới là phương pháp chế tác hồn phiên của luyện hồn tông. Tuy nhiên, không phải là đầy đủ. Vương Lâm thu hồi lại thần thức, lại nhíu mày. Một người mặc quần áo màu ngọc bích lúc này thấy Vương Lâm đã xem xong toàn bộ ngọc giản, nhướng mày, lập tức nói. Sư huynh, người đã nhìn ra phương pháp chế tác hồn phiên trong ngọc giàn này có chỗ thiếu hụt sao? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên hai nữ tử này, cả hai người đều có tu vi kết đan trung kỳ. Tại sao lại như vậy? Vương Lâm hỏi. Nữ tử mặc quần áo màu ngọc bích vội vã nói: Sư huynh là Thanh Mộc, người vừa giành được thắng lợi trong cuộc đấu bên ngoài có phải không? Sư Mụi hứa vân ra mắt sư huynh về phần hồn phiên thiếu hụt là bởi vì phương pháp chế tác hồn phiên của luyện hồn tông chia ra làm ba phần cùng với tên của ba tòa đại phong giống nhau đó là luyện hồn, trừ phách và tòa thần ba loại phương pháp này kết hợp vào một chỗ thì mới chân chính là phương pháp chế tác hồn phiên ánh mắt vương lâm chớp động thu hồi lại ngọc giản liếc mắt nhìn động phủ này một cái đây không phải là thứ làm cho hắn vừa lòng thần thức hắn đảo qua thần mình hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía dưới chân núi bay đi hai nữ tử kia ngẩn người ra, sau đó nhìn sang lẫn nhau, vội vã theo sau hắn. Ở luyện hồn tông, đệ tử mà sinh sống một mình, trừ khi là tu vi cực kỳ cao, nếu như không sẽ rất nguy hiểm, phải phụ thuộc vào người khác để tồn tại. Vậy cho nên, họ tụ tập lại thành một đám năm người, ba người một chỗ. Mỗi khi tranh đấu mà thua thì phải có giao ra toàn bộ. Sau khi giao ra hết, đối phương không thể nào vẫn xuống tay giết người. Nếu như không, sẽ có trưởng lão can thiệp loại quy tắc bất hợp lý này không thể nào khiến cho đệ tử hình thành lòng trung thành. Đạo lý như vậy ai cũng hiểu được, nhưng không ai biết nguyên nhân tại sao luyện hồn tông lại làm như vậy. Trước đó, hai người mà hai nàng dựa vào chính là vị sư huynh đã bị Vương Lâm đánh cho bỏ chạy kia. Hai người nàng tự nhiên phải đi theo Vương Lâm. Vương Lâm đang phi hành, lại nhớn mày, dừng thân lại, quay đầu quát. Đừng đi theo ta. Nói xong, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn hai nữ tử này một cái, xoay người rời đi. Sư tỷ phải làm thế nào bây giờ? Nữ tử bên cạnh hứa vân lo lắng. Hứa vân dậm chân một cái, hừ nhẹ nói. Còn có thể làm gì nữa? Hắn không cho chúng ta đi theo, chúng ta cũng sẽ không so đo. Chờ hắn tìm được động phủ rồi, chúng ta sẽ ở cạnh đó. Như vậy những người khác có thể nể mặt hắn, không đến quấy dày việc tu luyện của chúng ta, Hết chương. Hết tập 109. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên nghịch trên kênh MCNA, truyện audio Tiên Hiệp.